kiến ta, các gánh nặng lại oằn trên vai người phụ nữ Việt Nam nhiều thêm nữa, vừa phải chạy gà nuôi con, vừa nuôi chồng học tập trong các lao tù cộng sản. Chẳng thể mà nhà thơ Hồ Dễn đã viết: cô gái Việt Nam ơi, nếu chữ hy sinh có ở đời, tôi muốn làm vàng muôn khổ cực cho lòng cô gái Việt Nam tươi. Cùng trong ý đó, nhạc sĩ Hùng Lân đã sáng tác nhạc phẩm Cô Gái Việt. Bây giờ xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Cô Gái Việt qua phần trình diễn của các con gái, con dâu Quảng Nam Đà Nẵng. Xin quý vị một tràng vào tay cho những người đẹp của một thời Quảng Nam Đà Nẵng. Xin cảm ơn quý vị. Thank you.
Xin cảm ơn ban nhạc. Xin cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị.